ngày là cô cứ làm khoảng 3 chuyến nhỉ? Cô được 3 chuyến thôi. 2.000 giờ, hết một vòng tròn. 2.000 đồng. Thế vậy là phải thân quen với ông sắp chuyến thì may ra được mấy chuyến không làm. Đấy, thân quen đấy là cái ông dẫn ba chú cho tôi đấy, còn cho ba người thân quen lên họ chở người nước ngoài đấy. Đấy, thân quen đấy. Có những người nhiều tiền hơn này. Đấy, đúng vậy. Có nước ngoài nặng hơn đây là mình. Chở mấy ông Tây thì nói chuyện ba tháng là thì ngay cái ngôn ngữ bất đồng, cả người Việt Nam mình thì nói chuyện được. Mấy ông này là ông chủ tàu của những hàng lẻ Trung Quốc, mấy ông tàu phượng. Mình cũng là người không ngồi lên mũi thì đáng trên nắng. Đây là dân người ta ở đây à? Không ạ, đây là nhà vệ sinh. À. Chưa ra à? Chưa ra à? Đồng một phép ạ. Đồng 2.000 đồng. Mấy giờ mới ra? 2.000 đồng, nó tính 2.000. Nó bằng nhân cho trung bình 3 thôi, chứ không nhân 4. Mà cô bảo tính là đang xếp 2.000 đồng một lượt. Xong bắt đầu đến lượt thứ 2, thứ 3. Lượng nhiều nhỉ? 2.000 đò là cũng bình quân 3 là 2, 3 là 6. 6.000 đò. Nhiều quá. Thế là đang tính trước một vòng đấy. Tính bình quân 3 người. Một chuyến này là cô được giả được 300.000 một chuyến không cô? Đây là lương được bảo mật đấy anh ạ. À. Lương bảo mật thì không được máy. Không được tin đâu. Nhà ấy đẹp nhỉ, nhà đấy. Giữa ấy luôn. Nhà nhìn cái thủy đình đằng trước mặt mình đấy là cả mùa lễ hô,